Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Chu Smart News, bản tin cập nhật những thông tin mới nhất về công nghệ. Và ngay sau đây thì hãy cùng mình tìm hiểu thông tin ngày hôm nay nhé. Ống kính camera iPhone sẽ không được nâng cấp cho đến sau năm 2022. Ống kính camera iPhone nhiều khả năng sẽ không có nâng cấp phần cứng đáng kể vào cuối năm nay và năm sau. Tình trạng này sẽ kéo dài ít nhất là đến sau năm 2022, theo dự báo của thánh tin đồn Minchi Kuo. Dù Minchi Kuo chỉ dự báo là sẽ không có nâng cấp đáng kể đối với ống kính của camera iPhone phiên bản các năm là 2021 và 2022, điều đó thì không nhất thiết đồng nghĩa với việc là không có cải tiến về hiệu suất máy ảnh tổng thể, và Apple được cho là nỗ lực đáng kể để nâng cấp phần mềm của máy ảnh. Vì vậy, người dùng có thể vẫn thấy được các tính năng mới và sự cải thiện trong khả năng quay phim, chụp ảnh của iPhone, chưa kể là nâng cấp phần cứng khác ngoài ống kính. Liên quan đến camera iPhone thì hiện nay người ta còn chú ý đến cuộc cạnh tranh giữa các nhà cung ứng gồm Lagen và Genus Electronic Optical. Genus Electronic Optical thì khá phụ thuộc vào Apple, nhưng mà Lagen thì sẵn sàng giảm giá và cộng thêm Sunny Optical sắp tới cũng gia nhập chuỗi cung ứng. Tác động của cuộc chiến giá cả cung ứng thì sẽ bắt đầu từ tháng 1 này và khiến cho doanh thu của Genus Electronic Optical được dự báo là có thể chỉ tăng trưởng ở mức một con số so với cùng kỳ năm ngoái hoặc thậm chí là giảm. Và đó là những thông tin của ngày hôm nay. Đừng quên like và subscribe channel của Chu Smart nhé. Chào các bạn. Video này đồng hành cùng hệ thống bán lẻ di động chính hãng Chu Smart. Khi mua các sản phẩm tại hệ thống cửa hàng của Chu Smart, bạn sẽ được bảo hành chính hãng 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, hỗ trợ trả góp vô cùng nhanh chóng và đơn giản. Mọi thắc mắc xin liên hệ với fanpage của Chu Smart hoặc liên hệ hotline 0948 122 666.